Tấn Thảm Kịch và Những Bài Học Về Việt Nam. Tác giả: Robert McNamara. Người dịch: Hồ Chính Hạnh, Huy Bình, Thu Thủy, Minh Nga. Giọng đọc: Hải Yến. Số 23. Giữa lúc tình hình u ám, ngày mùng 5 tháng 10 năm 1964, Jobbo gửi cho Jean, Matt và tôi một bản ghi nhớ dày 62 trang đưa ra các giả thiết về chính sách Việt Nam của Mỹ hiện tại. Sự sâu rộng và tính chỉ trích của tài liệu thật phi thường, giống như chính tác giả của nó. Là một người cao lớn như một con gấu, với tâm hồn trong sáng, thông minh và ngọn bút đầy tài năng, George là người nghiên cứu về Đại Tây Dương, luôn luôn quả quyết rằng quan hệ với châu Âu là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Ông đã từng công tác tại ban điều tra ném bom chiến lược của Mỹ tại Đức vào cuối chiến tranh thế giới II và là cố vấn của chính phủ Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương những năm 50. Bởi vì ông là người có thiên kiến nghiêng về châu Âu nên Jean, Matt và tôi xem xét quan điểm của ông một cách thận trọng. George bắt đầu bằng những điều đã rõ. Tình hình chính trị ở Sài Gòn đã xấu đi rất nhiều và ít có khả năng thiết lập được một chính quyền đủ mạnh để đàn áp các cuộc nổi dậy. Tiếp đó, ông đề ra 4 lựa chọn cho chính sách của Mỹ. 1. Tiếp tục chính sách hiện nay. 2. Trực tiếp tiến hành cuộc chiến tranh. 3. Mở các cuộc tiến công bằng không quân vào Bắc Việt. 4. Tìm kiếm một giải pháp chính trị. Ông phân tích từng phương án và cho rằng chính sách hiện tại sẽ đưa tình hình chính trị, quân sự vốn đã yếu kém càng đi xuống. Trực tiếp tiến hành chiến tranh sẽ gây ra nhiều tổn thất cho sinh mạng Mỹ trên địa hình rừng núi và đồng ruộng. Ném bom Bắc Việt Nam sẽ không bẻ gãy được ý chí cũng như làm suy chuyển gì khả năng của miền Bắc ủng hộ Việt Cộng. Ông cũng nói rằng một cuộc oanh kích không làm tăng tư thế của chúng ta trên bàn đàm phán, nhưng ông đã phải xem xét lại nhận định này vào đầu năm sau. Đặc biệt, George đặt giả thiết chúng ta có thể tiến hành phản công đồng thời khống chế các rủi ro. Bằng những lời lẽ chua cay và mang tính tiên tri, ông viết: một khi đã ngồi lên lưng hổ, chúng ta không thể bám vào đâu mà xuống được nữa. Chỉ còn lại phương án 4 với nhận xét rằng chúng ta hầu như không chú ý đến các biện pháp chính trị có thể có để tìm đường ra. George kết luận: chúng ta phải nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu các vấn đề này. Ông hoàn toàn đúng ở cả hai nhận định, nhưng tài liệu của ông không đi sâu vào giải pháp chính trị. Ông lập luận rằng một giải pháp thương lượng phải bao gồm: A. Cam kết của Bắc Việt Nam chấm dứt các cuộc nổi dậy ở miền Nam. B. Thành lập một chính phủ độc lập ở Sài Gòn đủ khả năng quét sạch các phần tử nổi dậy một khi Hà Nội đã chấm dứt ủng hộ trực tiếp với họ. C. Thừa nhận chính quyền Sài Gòn được tự do kêu gọi Mỹ hoặc bất cứ cường quốc bạn bè nào giúp đỡ nếu họ thấy cần. D. Các nước ký kết bảo đảm nền độc lập của chính quyền Sài Gòn. Jean, Matt và tôi rất tán thành các mục tiêu này, nhưng chúng tôi cùng cho rằng chủ trương một giải pháp chính trị mà không có các biện pháp có hiệu quả để đạt được giải pháp đó thì cũng tương tự như là sự rút lui không điều kiện. Chúng tôi cân nhắc khả năng đó vì tính đến tác động tiềm tàng của nó đối với an ninh toàn cầu của Mỹ. Chúng tôi đã thấy một thế giới mà lực lượng pha thét Lào được sự ủng hộ của Hà Nội tiếp tục lấn tới ở Lào. Sukarmor đưa Indonesia đi gần vào quỹ đạo của Cộng sản. Malaysia chịu sức ép của các phiến quân được Trung Quốc ủng hộ. Trung Quốc đã cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên và tiếp tục bài ca cách mạng bạo lực. Khrushchev và những người kế tục ông ta ở Kremlin tiếp tục những lời tuyên bố hiếu chiến chống phương Tây. Với tất cả các mối đe dọa đó, chúng tôi xem việc rút lui không điều kiện là hoàn toàn không thể chấp nhận được. George cũng đồng ý với kết luận đó. Chính mâu thuẫn bên trong này là điểm yếu của tài liệu George.
Ông ta đã đúng khi xác định vấn đề chúng ta đang đối mặt. Ông đã đúng khi rà soát các yếu tố rủi ro trong các hành động chúng tôi dự kiến. Ông đã đúng khi kêu gọi hãy quan tâm hơn đến đàm phán. Và ông đã đúng khi định ra các mục tiêu của đàm phán. Nhưng không rõ là hành động dự kiến này có đạt được các mục tiêu đó hay không. Jean, Matt và tôi thảo luận với George về bản tài liệu vào thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 11. Tôi đã không tìm ra cuốn sổ tay ghi lại cuộc họp, nhưng tôi tin chúng tôi đã làm rõ quan điểm của mình. George thừa nhận còn có những khiếm khuyết dễ thấy trong tài liệu mới sơ khai của mình. Ông nói ông gợi ý ra một số lĩnh vực để tiếp tục xem xét, để từ đó có thể dẫn đến những lựa chọn khác. Chúng tôi đã sai lầm nghiêm trọng khi không tiến hành việc nghiên cứu tìm hiểu đó. Tôi trách cả bốn chúng tôi. Bản ghi nhớ của George thể hiện cố gắng của một người trung thực, đưa ra một loạt các đề nghị đáng được thảo luận kỹ càng ở cấp cao nhất. Chúng tôi kính nể ông, nhưng ông còn xứng đáng hơn thế nhiều. Lẽ ra, chúng tôi phải thảo luận ngay lập tức với Tổng thống về bản báo cáo, nhưng mãi đến 24 tháng 2 năm sau, Johnson mới để ý đến nó khi George chuyển cho ông thông qua cố vấn của Tổng thống Bill Moyer. Và lẽ ra, chúng tôi phải trả lại bản báo cáo cho George và yêu cầu ông trình ngay cho các chuyên gia của Bộ Ngoại giao, CIA, Bộ Quốc phòng và Ủy ban An ninh Quốc gia, NSC, để đánh giá và phân tích. Chúng tôi đã tỏ ra không tin rằng ông ấy đã tìm ra cách để đạt các mục tiêu mà tất cả chúng tôi đang tìm kiếm. Trong suốt mùa đông và mùa xuân năm 1965, suy nghĩ của George tiến gần đến quan điểm của tôi là đàm phán sau khi gây sức ép quân sự đối với Bắc Việt Nam. Theo dõi Jean và tôi vật lộn cuộc chiến tranh Việt Nam, Mark Bundy đưa ra một nhận xét mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ông chỉ rõ ràng ngài Bộ trưởng thì đang tìm kiếm giải pháp bằng biện pháp quân sự, còn tôi, Bộ trưởng Quốc phòng, lại tìm cách đi thương lượng. Lời mỉa mai này nói lên rất nhiều về mâu thuẫn sâu sắc mà chúng tôi vấp phải. Tình hình ở Nam Việt Nam tiếp tục trượt xa hơn trong suốt tháng 10. Khi đó, chính quyền Khánh suy yếu và ngày càng có nhiều những lời kêu gọi đòi trở lại chính quyền dân sự. Tới cuối tháng 10, các tham mưu trưởng liên quân gửi cho tôi một bản ghi nhớ bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của họ. Họ đề nghị có một chương trình hành động quân sự mới và mạnh mẽ hơn nữa, bao gồm hoạt động của không quân Mỹ đánh phá cả miền Bắc và miền Nam. Họ mở đầu bản khuyến nghị của họ bằng cách nói rằng Mỹ rút khỏi Nam Việt Nam hoặc Đông Nam Á là không thể chấp nhận được. Các tham mưu trưởng thấy giật mình và cương quyết đòi hành động quân sự, đến mức đề nghị tôi chuyển bản ghi nhớ của họ cho Tổng thống càng sớm càng tốt. Ngày mùng 1 tháng 11 năm 1964, tôi gặp Bert Waller để thảo luận ý kiến của các tham mưu trưởng. Ông nói, các tham mưu trưởng cảm nhận mạnh mẽ rằng trong khi Tổng thống quyết định không có thêm các biện pháp quân sự thì hầu hết trong số họ tin rằng Mỹ phải rút khỏi Nam Việt Nam. Mark Taylor lại có quan điểm khác hẳn. Khi hỏi ông nhận xét gì về những đề nghị của tham mưu trưởng, Mark nói họ đã bỏ nguyên tắc từ lâu nay của chính quyền Kennedy và Johnson là chiến tranh ở Nam Việt Nam phải do người Việt Nam thực hiện. Vài tuần trước đó, Watty có điện báo rằng trừ khi có những triển vọng về một chính quyền tương đối có hiệu quả ở Nam Việt Nam trong thời gian ngắn trước mắt, còn nếu không thì không có một cuộc tiến công nào của Mỹ ở bên trong hay bên ngoài Nam Việt Nam có thể đảo ngược được tình hình đang xấu đi nghiêm trọng. Trước những lời góp ý đầy mâu thuẫn đó, ngày mùng 2 tháng 11, Tổng thống đã thành lập một nhóm công tác do Bill Bundy chỉ đạo để xem xét lại các lựa chọn chính sách. Ngày hôm sau, Lyndon Johnson thắng cử với số phiếu áp đảo nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhóm công tác bắt tay từ con số 0, nhóm tiến hành xem xét, đánh giá toàn bộ các giả thuyết, tiền đề, các phương án, bắt đầu bằng việc đánh giá lại vị trí của chúng ta ở Nam Việt Nam và mục tiêu của chúng ta ở Đông Nam Á. Công việc kéo dài 4 tuần lễ và họ đưa ra một số nhận xét đáng báo động.
để chuẩn bị cho cuộc gặp làm việc với Tổng thống vào mùng 1 tháng 12, nhóm soạn thảo một báo cáo. Trong đó có đoạn: chúng ta không thể đảm bảo duy trì một Nam Việt Nam không cộng sản mà lại thiếu sự cam kết quân sự của chúng ta ở bất cứ mức độ cần thiết nào để đánh Bắc Việt Nam và rất có thể cả Trung Cộng bằng quân sự. Cam kết quân sự như vậy có thể dẫn đến nhiều nguy cơ nổ ra xung đột lớn hơn ở châu Á, không chỉ giới hạn ở các hoạt động của không quân và hải quân mà còn rất có thể không tránh khỏi chiến sự trên mặt đất ở mức độ như chiến tranh Triều Tiên và thậm chí có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoài trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao William Bundy, nhóm công tác còn có Phó Đô đốc Lloyd M. Martin, sĩ quan cao cấp của Tham mưu Liên quân, Harun Ford, sĩ quan cao cấp về Trung Quốc, Châu Á của CIA, và John Thomas Naughton, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế. Các tham mưu trưởng coi nhẹ những nguy cơ này và lập luận rằng chúng còn dễ chấp nhận hơn là tiếp tục các chính sách hiện nay hoặc rút khỏi Đông Nam Á. Nhưng đó chính là những phiêu lưu mà Tổng thống Johnson và tôi quyết định phải tránh. Cố gắng của chúng tôi tác động mạnh mẽ tới cách quản lý gây nhiều tranh cãi đối với cách thức chúng ta tiến hành chiến dịch oanh kích Bắc Việt Nam những năm sau đó. Tổng thống nhận được một báo cáo về sự tiến triển vào ngày 19 tháng 11. Jin nói với Tổng thống, nhóm công tác đã bắt đầu tập trung vào 3 phương án. 1. Một giải pháp thông qua thương lượng trên bất cứ cơ sở nào có thể có được. 2. Tăng mạnh sức ép quân sự với Bắc Việt Nam. 3. Chính sách xen kẽ gây sức ép đối với Bắc Việt Nam, đồng thời nỗ lực duy trì các kênh tiếp xúc trong trường hợp Hà Nội mong muốn có một giải pháp. Ông đảm bảo với Tổng thống rằng chúng ta không cho phép sự cám dỗ đi theo một phương án nào, và do đó Tổng thống tự do đưa ra bất cứ quyết định nào mà ông tin là có lợi nhất cho đất nước. Ngày 1 tháng 12 là một ngày có nắng, trời lạnh và tuyết đầu mùa phủ một lớp mỏng màu trắng lên mọi vật. Tổng thống Johnson trở về sau lễ tạ ơn Chúa ở trang trại Libizi, gặp cố vấn cao cấp về vấn đề Việt Nam để ra các quyết định xung quanh các khuyến nghị của nhóm công tác. Sự có mặt của Mark Taylor từ Sài Gòn về và Phó Tổng thống Huber Humphrey cho thấy tầm quan trọng của cuộc họp. Tổng thống lại nghe những lời than vãn về tình hình chính trị mong manh của Nam Việt Nam và những lời cảnh tỉnh rằng sự thất bại ở đây sẽ phá hoại nghiêm trọng chính sách ngăn chặn của chúng ta. Nhóm công tác đưa ra 3 phương án. Phương án giải pháp thương lượng trên bất kỳ cơ sở nào có được, thậm chí không được đề cập. A. Tiếp tục chiều hướng hiện nay với rất ít hy vọng tránh được thất bại. B. Tiến hành một chiến dịch ném bom ổ ạt vào các tuyến giao thông nối miền Bắc với miền Nam và 94 mục tiêu do các tham mưu trưởng đề nghị nhằm buộc Hà Nội phải chấm dứt ủng hộ Việt Cộng và hoặc ngồi vào bàn thương lượng. C. Tiến hành chiến dịch ném bom tương tự theo cách thức từng bước vào cùng các mục tiêu trên nhưng ít nguy cơ làm chiến tranh lan rộng. Giữa các quan chức quân sự cũng có những bất đồng sâu sắc. Các tham mưu trưởng ủng hộ phương án B, Mark thích phương án A, rồi từng bước một đi đến phương án C. Wetty muốn giữ phương án A thêm 6 tháng nữa. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi CIA ngay trước khi phiên họp bắt đầu đã trình bản đánh giá về tính hiệu quả của việc ném bom. CIA nhắc lại quan điểm của các tham mưu trưởng là hệ thống giao thông và các cơ sở công nghiệp của miền Bắc rất dễ bị oanh tạc. Nhưng CIA còn nhấn mạnh vì nền kinh tế của Bắc Việt Nam chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và phần lớn là phân tán trong hàng ngàn làng mạc tự cấp tự túc, việc ném bom sẽ không gây nên các vấn đề khó khăn kinh tế lớn và không ngăn chặn được Hà Nội cung cấp người và vật chất để tiếp tục cuộc chiến tranh du kích ở miền Nam. CIA cũng nhận xét rằng các nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam đã nhìn thấy sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn và thắng lợi là rõ ràng, do đó họ sẽ chịu đựng được cuộc ném bom và không thay đổi chính sách của họ. Khi nhìn lại, điều rõ ràng là sự trình bày của chúng tôi với Tổng thống đầy những lỗ hổng.
chúng tôi đã bỏ qua một số vấn đề cơ bản là nếu vào thời điểm Tổng thống Kennedy chết, chúng ta tin rằng Nam Việt Nam sẽ thắng trong cuộc chiến này và điều này đòi hỏi cần có sự ổn định chính trị, thì bây giờ cái gì đã làm cho sự vật khác đi? Cái gì là cơ sở cho niềm tin rằng kế hoạch ném bom ồ ạt và từng bước sẽ buộc Hà Nội ngừng ủng hộ Việt Cộng và hoặc đi vào đàm phán? Đặt giả thiết Bắc Việt Nam buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, mục tiêu Mỹ muốn đạt được trong cuộc thương lượng đó là gì? Phương án B và C sẽ đòi hỏi lực lượng quân sự nào của Mỹ tham gia để bảo vệ các căn cứ không quân ở miền Nam và ngăn chặn sự sụp đổ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong khi chiến dịch ném bom được tiến hành? Tổn thất của Mỹ qua mỗi phương án là như thế nào? Quốc hội và nhân dân Mỹ sẽ phản ứng ra sao về chính sách chúng ta lựa chọn? Đại diện của Tham mưu trưởng Liên quân soạn thảo báo cáo này khi được hỏi về sự thất bại ở Nam Việt Nam sẽ ảnh hưởng xấu thế nào đến lòng trung thành và ý chí của các quốc gia không cộng sản khác. Ông trả lời một cách ngắn gọn, thảm khốc hoặc tồi tệ hơn thế. Và thêm rằng, Nam Việt Nam là yếu tố quyết định về quân sự. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.